Nev, trò chơi liều mạng. Chào các bạn, Gen thì hôm nay Gen có dịp đi xem phim với admin Ken Queen. Hiện tại thì hai anh em đang ngồi cũng ăn uống rồi, cà phê và làm review. Báo cáo với các bạn thì đây là cái phim mang hơi hướng khoa học viễn tưởng một chút, và nó nói về một dạng video game. Bạn tham gia trò chơi đó, bạn quay lại cái cách mà mình chơi game. Thử thách thì được người xem thách thức bạn. Nếu mà bạn hoàn thành nhiệm vụ thì bạn sẽ được bao nhiêu tiền đó. Đương nhiên là số tiền sẽ được đưa vào trong lúc mà bạn nhận được cái nhiệm vụ. Phim này thì chỉ xoay quanh hai nhân vật thôi, nên Gen không có giới thiệu các tuyến nhân vật làm gì. Phim có một nhân vật nữ và một nhân vật nam là chính. Cái bạn nữ này thì mang một cái xịt tai kiểu bánh bèo, kiểu giống như là luôn nhường nhịn bạn bè đặt đâu mình ngồi đó á. Rồi trong một cái lúc buồn, không có chuyện gì làm thì cô này quyết định tham gia cái game này. Và mọi sự hấp dẫn bắt đầu từ đây. Nhịp phim cũng tăng dần. Chơi game thì tự quay mình lại rồi được nhiều người theo dõi, mình nổi tiếng nên cô này khá là thích. Nhưng mà đến một cái điểm thì cô này lại muốn dừng lại. Tại vì nó quá nguy hiểm và nó làm cho cô ta sợ, thì cô ta không thể nào dừng lại được. Lý do tại sao không thể dừng thì các bạn xem phim thì các bạn sẽ biết. Phim khá là hấp dẫn, luôn khiến Gen thắc mắc mà cái nhiệm vụ tiếp theo đó là cái gì. Gen chấm phim này 6.5, coi giải trí khá là được. If you like, you can click the nút subscribe để nhận thêm nhiều clip của Gen nha. Life is passing you by. You need to take a few risks every once in a while. I do take risks. Okay, you're playing nerd. Do you accept your dare, V?